mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau không muốn chờ. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mờ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau lần tiếng người. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà có sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếng đuối về ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau. Vâng, quý bạn có thể cảm nhận được cái tiếng mic của bộ sàng ngày hôm nay mà Đức Anh đang hát thử và đang nói tiếng mộc cho các bạn cùng nghe. Không biết là nếu như các bạn nào mà đã tinh ý thì các bạn có thể nghe và cảm nhận cũng như là nhìn cái tay mic này thì các bạn đã đoán được đây là bộ mic nào chưa ạ? Vâng, đây là một bộ mic được coi là một trong những dòng sản phẩm mic quốc dân ở trong cái mức giá dao động khoảng tầm 4 triệu đồng. Và tại vì sao nó lại trở thành một bộ mic quốc dân như thế? Bởi vì là trong 3-4 năm vừa qua thì cái bộ mic này nó không hề thay đổi về cái kiểu dáng hay là về bất cứ một thứ gì. Tuy nhiên nó vẫn luôn luôn là một trong những sự quan tâm hàng đầu mỗi khi khách hàng đến với Bảo Châu Lex muốn tìm một bộ mic tầm trung vừa phải trong cái phân khúc khoảng tầm 4 triệu đồng, chất âm hay, mic xịn, thì bộ mic này là một trong những cái ưu tiên hàng đầu và nó coi là một trong những bộ mic quốc dân. Và bộ mic mà Đức Anh muốn giới thiệu đến cho quý bạn ngày hôm nay chính là một bộ mic BCA UX12. Tên đầy đủ của nó sẽ là BCA Acoustic UX12. Và đây bên cạnh tôi chính là một bộ mic mới 100% đó. Và chúng ta sẽ xem rằng với một bộ mic quốc dân như thế này thì nó sẽ có những cái gì trong một bộ mic mới khi các bạn mua tại Bảo Châu Lex với phiên bản BCA UX12 mới nhất ở thời điểm hiện tại. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Chúng ta cùng xem thử một bộ mic quốc dân BCA Acoustic UX12 thì nó sẽ có những cái gì khi mà quý bạn được sở hữu bộ mic này mới nguyên hộp. Bên cạnh tôi là một bộ mic còn mới nguyên hộp, BCA Acoustic UX12. Tên đầy đủ của nó đã hiện ngay trên vỏ hộp. Đây là một cái bộ mic được đóng vỏ hộp rất là xịn sò. Phía dưới thì chúng ta có thể thấy nhìn thấy hình dáng của cái bộ mic này. Tông màu chủ đạo của bộ mic này đó là màu bạc. Đó, quý bạn có thể thấy ngay. Rồi, đây là một bộ mic được nhập khẩu chính hãng và có đầy đủ các tem kiểm định ICT này. Rồi đơn vị nhập khẩu thì ghi rõ ràng ở đây, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Begasa Việt Nam. Thông tin sản phẩm, rồi email của sản phẩm cũng được dán đầy đủ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đập hộp để xem bộ mic này sẽ có những cái gì khi mà chúng ta mua nhá. Một bộ mic quốc dân thì nó cũng giống như bao bộ mic khác thôi. Đương nhiên rồi, với một bộ mic không dây thì nó sẽ có những cái thiết bị đi kèm theo như các bạn có thể thấy này. Một cái đầu thu để thu phát tín hiệu này, rồi những cái dây jack phụ kiện đi kèm theo, hai tai mic này, các phụ kiện này, pin thử này và một cái quyển catalog. Với bộ mic BCA UX12 là một trong những bộ mic ăn khách ở trong phân khúc tầm 4 triệu đồng và đây là bộ mic quốc dân. Nó ăn khách ở một cái điểm mà chúng ta có thể thấy ngay, đó là cách thiết kế. Với cái tay mic được thiết kế rất là đẹp, màu chủ đạo là màu bạc và phủ lăn lô toàn bộ thân mic, cùng với phần chuôi mic là màu đen rất là đẹp. Phía bên trên chụp mic thì làm bằng kim loại, có sơn tĩnh điện và hoàn toàn chống rỉ nhé quý bạn. Dòng chữ BCA Acoustic thì được dập đen vòng quanh cái phần chụp mic này. Ở trên thân tay mic thì có dòng chữ BCA Acoustic UX12 được dập nổi và có thêm phần hiển thị nét cũng như là nút tắt bật nguồn rất là dễ dàng ở trên tay mic. Hai tay mic này thì làm bằng kim loại thì nên khi chúng ta cầm nó rất là chắc tay và phủ la lô thì không bám bụi và không bám vân tay trong quá trình chúng ta sử dụng các bạn nhé. Đầu thu mic thì được thiết kế khá là gọn với cái tông màu chủ đạo đó là màu đen và màu bạc như các bạn có thể thấy. Trên mặt trước của tay đầu thu mic thì được phân làm hai kênh độc lập với phần hiệu chỉnh về âm lượng này, vôn này, set tần số này. Set tần số, tăng giảm tần số cũng như là cảm biến IR để dò tần số sóng tự động. Nút tắt bật power thì được tích hợp ở phía bên tay phải. Và dòng chữ BCA Acoustic UX12 thì được tích hợp ở phía bên tay trái. Phía dưới là 4 chân đế của bộ đầu thu mic bằng cao su để
cách một khoản làm giảm cái độ ẩm thấp ảnh hưởng đến cái phần main của đầu thu mic bên trong. Dòng mic này thì được nhập khẩu chính hãng, thế nên là trên đầu thu mic nó luôn luôn có những cái tem chống hàng giả cho quý bạn ở đây nhá. Ở phía sau thì chúng ta có thể thấy được cái tem ICT đó, tem kiểm định này và thông số kỹ thuật của dòng này. Phần cắm nguồn adapter 12V, rồi hai anten thì chúng ta bắt vào vị trí đây, và phần output audio output này bằng balance thì chúng ta có thể cắm độc lập từng mic, hoặc là chúng ta có thể lấy theo tín hiệu 1:2 mono, đó là tín hiệu bằng dây 6 ly được tích hợp sẵn. Đường chỉnh giới hạn của đầu thu mic của hai bên tai mic cũng có đầy đủ. Ngay bây giờ thì quý bạn sẽ cùng với Đức Anh chúng ta sẽ đập hộp và khám phá cái nội thất bên trong của cái đầu thu mic này nhé. Đây là phía main bên trong của một bộ mic không dây, và cụ thể đây là phiên bản BCL Week 12. Đối với BCL Week 12 này thì nó sử dụng cái main màu tím các bạn nhé. Nếu mà quý bạn xem trên thị trường thì nó có mấy loại main ấy, thông thường thì cái main tím này rất là main xịn. Đó, các bạn có thể thấy như main màu tím này, có những con tủ này, phần tản nhiệt nhỏ này. Rồi đây là những phần anten các thứ của những cái bộ anten. Phần phía anten thu này. Đó. Đây là phần hai bên kênh riêng biệt các bạn nhé. Kênh A và kênh B thì nó sẽ có hai cái phần main riêng của hai kênh. Rồi ở phía trên này thì chúng ta sẽ thấy thêm được là nó sẽ có cái phần điều khiển, mạch điều khiển và mạch hiển thị, nó sẽ nằm ở toàn bộ phía trên này, được nối với nhau bằng một cái dây cáp. Đó, cáp ở đây. Đó. Đây là một trong những cái ruột của một cái bộ mic không dây thôi. Ruột thì bộ mic không dây nó rất là đơn giản, nó không có cái gì quá là phức tạp, và chúng ta cũng không có gì nói nhiều ở chỗ này. Đây là tôi muốn khui ra để cho các bạn có thể biết được con này nó sử dụng main màu gì, và trong cái phần linh kiện ở bên trong nó ra sao, nó có quá lởm hay là như thế nào không. Đấy, các bạn có thể thấy được main của nó rất là xịn, từng con linh kiện này. Đây là toàn bộ linh kiện được mạch này dạng mạch giảm. Đó, rất là xịn các bạn nhé. Đó. Trên đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái tem nữa. Tôi nhìn thấy một cái tem này. Đây, nó là chỉ số về tần số UHF ABC 2022 tháng 1 năm 2022. Có nghĩa là tôi nghĩ là đây là tem UHF thì nó chỉ là về cái tần số sóng của cái bộ mic này. Và cái này, dòng sản phẩm này được sản xuất vào tháng 1 năm 2022. Có nghĩa là đây là lô hàng mới nhất về, thì chúng ta có thể thấy được ở trong này. Đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái tính năng nổi bật trên bộ mic BCL Week 12 để thấy được cái điểm ăn khách của dòng mic này. Đầu tiên tôi sẽ test cái tính năng cảm biến tự ngắt. Đây là một trong những tính năng mà giúp quý bạn có thể tiết kiệm pin của cái đầu thu mic này, của cái tai mic này. Tai mic bây giờ tôi sẽ đang bật bình thường. Đó, quý bạn có thể thấy ngay nhá. 5 6 7 4 2. Bây giờ khi chúng ta để xuống đây thì với ban đầu thì nó vẫn thu tạp âm bình thường. Đó, có nghĩa là nó vẫn thu âm thanh vào. Nhưng khi chúng ta để im lặng từ 3 cho đến 5 giây thì chúng ta sẽ thấy được cái tai mic này hoàn toàn nó sẽ ngắt, không thu tạp âm. Nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất tiết kiệm pin, thứ hai nữa là không gây ra hiện tượng rú rít và thu tạp âm lẫn vào trong cái loa này khi mà chúng ta không dùng tai mic mà chúng ta quên tắt đó. Nhưng khi chúng ta, nó sẽ có một cái phần nữa, tính năng thứ hai đó là tính năng cảm biến gia tốc. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta cầm lên thì nó sẽ tự động hoạt động cái tai mic này trở lại. Và một cái tính năng nữa là cảm biến rơi. Đó, cảm biến gia tốc khi mà rơi. Khi chúng ta rơi chúc cái đầu này đâu này. Đó. Đó, nó sẽ không có thu tạp âm. Nó không thu âm thanh vào. Tuy nhiên khi quý bạn mà bắt ngay lập tức thì nó không được. Phải 1-2 nhịp nhá thì nó sẽ không có thu tạp âm đó. Đấy, quý bạn thấy chưa? Rơi nhưng mà nó không bùng. Và trong cái đó mic vẫn hoạt động bình thường. Đó. Một cái tính năng rất là hiệu quả khi mà chúng ta không may làm rơi cái tai mic xuống, và nó sẽ không gây hiện tượng bụp ra loa. Đó. Rồi đến tính năng tiếp theo, đó là tính năng thứ ba. Tính năng thứ ba của nó là một cái tính năng rất là hay, đó là tính năng dò tần số sóng sạch. Thì ở đây tôi sẽ bật cái tai mic này lên nhé. 5 6 7 đây. Thì đây hiện tại nó sẽ là tai mic của kênh CFA. Bây giờ tần số của nó đang là 662, thì cái tần số này có thể là tần số chưa được sạch ở trong gia đình nhà mình. Thì bây giờ chúng ta muốn bật cái tính năng dò tần số sóng sạch thì chúng ta sẽ ấn nút set này. Nó hiện lên chữ scan thì chúng ta sẽ thả ra và để nó tự chạy, có nghĩa là nó sẽ tự dò cái sóng sạch ở cái khu vực trong gia đình nhà bạn. Và khi chúng ta dò sóng sạch được rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ tiếp theo, đó là công nghệ dò tần số sóng tự động. Có nghĩa là nó sẽ tự động dò giữa tần số tai mic và đầu thu trong vòng 3 đến 5 giây thôi. Chúng ta sẽ ấn nút set này và chúng ta nhìn cái nút IR đây. Ấn nút set một lần và nó hiện lên chữ SIN này. Thì chúng ta bật cái tai mic này, chúng ta chỉ đặt cạnh cái chữ IR này, cảm biến mắt cảm biến IR này. Từ 3 đến 5 giây nó sẽ tự động dò lại cái tần số cho chúng ta. Đó. Bây giờ nó sẽ chuyển sang kênh 640 rồi. Đó, các bạn có thể thấy hay không?
đó, một cái công nghệ, những cái tính năng rất là hữu ích từ phần dò rồi phần kết nối lại với nhau rất là nhanh, trong vòng chưa đến 10 giây để các bạn có thể thao tác rất là nhanh như thế. Rồi có một cái đặc điểm nổi bật ở trên dòng mic này mà chúng ta muốn nói đến, đó là tần số sóng của bộ đầu thu mic này. Đối với dòng mic UX12 nó sẽ là sử dụng tần số sóng UHF, có nghĩa đây là dòng tần số sóng siêu cao đó. Và sóng siêu cao này nó sẽ có giải tần số từ 640 đến 690 MHz. Và với cái giải tần số này thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta cái đường truyền luôn luôn ổn định, không bị nhiễu sóng, không bị ảnh hưởng bởi những cái giải tần số sóng khác. Giống như những VHF thì nó sẽ bị nhiễu rất là nhiều, và UHF nó là tần số sóng siêu cao, ổn định hơn và có khả năng bắt xa hơn. Khả năng bắt xa ở cái bộ mic BCLX12 này chúng ta cũng phải kể đến, đó là khả năng có thể đi dao động từ đến 60m nếu không gian mở. Chúng ta có thể đi xa khoảng tầm 60m, tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra là khoảng 100m, nhưng trong thực tế thì chúng ta có thể đi được khoảng tầm 60m, rất là ok, sóng bắt rất là ổn định. Và đó cũng là những cái ưu điểm rất là lớn khi mà chúng ta sử dụng cái bộ mic BCLX12 Acoustic này. Và bây giờ chúng ta đã điểm qua rất là nhiều rồi, từ thiết kế, từ nội thất, tính năng, quan trọng nữa đó là chất âm của bộ mic này, thì xin mời các bạn cùng với Đức Anh trải nghiệm lại một lần nữa chất âm của bộ mic BCLX12 trên bộ dàn ngày hôm nay, với sự kết hợp của một cục đẩy BK và một chiếc vang số JBL KX180A với một cặp loa Bimby CSS1210SE với một bài hát, và chúng ta sẽ cùng cảm nhận. Chuyện với xưa bao cuộc đời, nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Cô đơn trong cuộc vui đông người, cô mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không? Khi người ta đã hết nhiều rồi, thì lưu cánh cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng bao giờ xéo hy vọng, rồi dập tắt cũng chỉ bằng thôi. Để xa đi khi tim đã không thương. Thật là tuyệt vời khi ngày hôm nay mà Đức Anh đã cùng với các bạn trải nghiệm lại cái bộ mic quốc dân BCLX12, một trong những bộ mic ăn khách nhất trong những năm vừa qua tại Bảo Châu Lake. Và ngay cả bây giờ, mỗi khi khách hàng đến với Bảo Châu Lake, sự lựa chọn về những bộ mic khoảng tầm phân khúc 4 triệu đồng thì BCLX12 luôn là một trong những sự lựa chọn. Hiện tại thì dòng sản phẩm này đang có mức giá là 4.290.000 đồng. Cảm nhận về chất âm thì quý bạn có thể thấy được đây là một bộ mic đầy đủ các hội tụ, đầy đủ các tính năng thông minh cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Khả năng thu phát sóng ổn định, bắt xa, tay mic đẹp, thiết kế chắc chắn và hoạt động ở cái mức tối ưu nhất. Với chất âm thì chúng ta có thể cảm nhận được dòng BCLX12 luôn luôn đem lại cái độ ấm về tiếng mic cho chúng ta và có độ chân thật nhất về giọng của mình. Nếu như các bạn yêu thích bộ mic này thì quý bạn có thể để lại số điện thoại trong phần bình luận bên dưới video, hoặc là gọi điện cho chúng tôi qua số tổng đài là 19000255, di động cá nhân của Đức Anh là 0941859988 để đặt hàng ngay dòng sản phẩm này. Bên Bảo Châu Lake hỗ trợ lắp đặt trong vòng bán kính 30 km tính từ showroom gần nhất với 11 chi nhánh trên toàn quốc. Và chúng tôi cũng có hỗ trợ trả góp cho quý bạn qua hai hình thức, đó là trả góp online với mức lãi suất thấp nhất tại thị trường Việt Nam và trả góp qua ngân hàng. Nếu như các bạn yêu thích thì quý bạn có thể đặt hàng ngay từ bây giờ. Và đừng quên ấn nút theo dõi Bảo Châu Lake bằng cách ấn nút like và nút subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Lake và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!